Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay chúng tôi trân trọng giới thiệu bức thư của Đức Mẹ Fatima. Fatima Linh Hiển, Việt Nam Hiển Linh. Năm 1917, tại một làng xa xôi, khô khan, chó ăn đá, gà ăn muối, rải rác vài gia đình sống theo đồi núi. Nhà nào cũng có đoàn chiên, bò và trồng trọt, chỗ nào không đá để sinh sống qua ngày. Portugal, Bồ Đào Nha, một quốc gia trong thời kỳ đó bị xáo trộn bởi sự khổ bất công chà đạp bởi đế quốc, giàu hiếp nghèo, mạnh hiếp yếu, dâm ô tràn ngập. Bởi thế mới có lớp người đứng ra tranh đấu. Những làn sóng tranh đấu bao giờ cũng chịu sự thiệt thòi trên hết. Nghèo là sự lép vế của búa và đe. Nhờ sự tranh đấu mà có sanh ra nhà giàu, và bắt cầu từ sự tranh đấu có người nắm quyền hành và bắt trở lại đồng chí đã đấu tranh với họ. Từ ngàn xưa đến nay, cảnh tàn sát lẫn nhau trong các cuộc cách mạng không ngừng, chỉ vì sơ khởi lòng người như lửa và nước. Nhưng khi thành công rồi ngó lại là đống tro tàn và lu cạn khô. Số người tranh đấu bị giam cầm, bị sát hại, và chỉ còn những người tai to mặt lớn, hưởng phú quý vinh hoa, hoặc giả còn sót lại cũng bị đàn anh đàn áp. Vì việc làm của đàn anh không thiết thực nên bị đàn em chỉ trích, lẽ dĩ nhiên là bị tàn sát. Máu tranh đấu vẫn còn chảy thì con người chưa hết bất công. Cho nên cuộc thế có thay đổi bằng máu như các đại chiến thế giới thì mới lừa lọc được người hiền. Nhưng các vị thánh nhân siêu thoát lại từ bi ban rải ân lành bằng cách hiện ra và báo xin cho con người hãy lo ăn năn đền tội. Tất nhiên là tội đã làm, vì không biết mà làm có thể tự mình phán xét, và tội đó sẽ hết nếu mình không tái phạm. Do đó Đức Mẹ hiện ra trong khi Âu Châu bùng nổ trận giặc 1914-1918, và Đức Mẹ phán rằng nếu loài người muốn chấm dứt sớm chiến tranh thì phải lo ăn chay, hãm mình và lần chuỗi mân côi. Được truyền khẩu ra bởi chị Lucy. Người ta ăn chay ngày thứ tư và thứ sáu mỗi ngày lần chuỗi. Được ít tháng thì trận giặc kia được chấm dứt. Bởi lòng con người ăn năn sám hối thật, bởi quá khổ sở nên họ mới thực tình ăn năn. Do đó khối điều lành của họ tập trung lên hư không và hòa được với thiên ý. Nhưng là con người nên rồi chứng nào tật nấy và tiếp tục xa vào con đường tội lỗi. Trận chiến thứ hai bắt đầu để phạt kẻ ăn năn đền tội giả. Họ đã trả cái tội của họ đã làm sai, nói sai,
là nguyên nhân của sự dối mình. Đức Mẹ phán: nếu nhân loại thật tình ăn năn đền tội, Chúa sẽ tha tội con người trong trận đại chiến thế giới. Đại chiến thứ ba, nhân loại 10 phần chết còn 1. Do đó Đức Mẹ tuyên ngôn trước cho nhân loại hãy lo đền tội. Đức Mẹ dạy phải ăn chay trường, phải tuyệt dục và bố thí để đền tội của mình đã phạm. Tội của nhân loại là tội mình làm. Đức Mẹ nói rõ: như mình làm ra tội, chớ không có ai làm ra tội đó cho mình cả. Nguyên nhân của tội: ăn là tội tham, làm cho sanh ra bệnh. Giết người vì miếng ăn, giặc sanh ra sát hại sanh linh vì ăn. Uống là tội, giận sanh ra tánh hung dữ, giết người vì rượu. Lấy vợ người, lấy chồng người, phá hại trinh tiết của con người. Ăn cướp, đốt nhà, xúi dục sát hại lẫn nhau vì uống. Xác thịt con người phối hợp bởi quỷ, tức là tà dâm, súc sanh, tức là tham ăn uống. Bởi thế, địa ngục là thân xác của chúng ta, chớ không đâu xa, hồng sợ không tìm. Nếu con người tiết chế được sự ăn uống thì thân xác là nước thiên đàng. Vào nhà thương, chúng ta nhận thấy bao nhiêu người rên, què, đuôi cùng các tật bệnh, tức là địa ngục môn của kẻ tham ăn, tham sắc dục mà ra tất cả. Nhà tù là nguyên nhân của tội ham muốn, nên ngục môn này cột con người không được tự do nữa. Người nữ sanh đẻ bởi tội sắc dục, bị sanh đau, bệnh đau, hành hạ sát thân đau, và nhiều lần vì ham muốn sắc dục mà phải bị đau. Trên cõi đời này, việc gì trông thấy, nghe, nói đều là địa ngục tất cả. Đức Mẹ đem địa ngục đến cho chị Lucy và hai trẻ xem bằng nhà thương, nhà tù, nhà bảo sanh, vân vân. Do đó mà chị Lucy và hai trẻ bạch Đức Mẹ: con có được lên thiên đàng cùng mẹ chăng? Được, nếu các con ăn chay, hãm mình và lần chuỗi mân côi. Nhiều lần Đức Mẹ hiện ra, ba trẻ đều hỏi như vậy. Đức Mẹ chỉ dạy như trên và cần phải truyền bá cho cả thế giới biết ba việc quan trọng đó. Lần chót Đức Mẹ đem thiên đàng đến cho ba trẻ thấy. Nếu thân xác sạch sẽ, mắt mũi tai miệng thấy nghe nói ngửi thanh sạch thì đó là cửa thiên đàng rộng mở. Muốn cho thấy được thiên đàng, Đức Mẹ dạy ba trẻ phải ăn chay trường, phải tuyệt dục và bố thí. Đức Mẹ dạy trường chay có nghĩa là đừng ham ăn uống quá, đừng giết hại loài thú và dùng những vật nhẹ nhàng như rau cải và trái cây là những món giúp thêm sức khỏe con người. Tuyệt dục là chứng tỏ con người không ham mê sắc dục nên không có bị đau, không nằm nhà thương, khỏi tù tội. B.
bố thí là xuất gia, bỏ cái gì ham muốn gọi là xuất gia. Vì còn của riêng nên phải lo đặt tất cả tâm trí góp về cho mình, mới sanh ra vật giả, nên bố thí của mình làm ra để đền tội mình đã làm cho người ta khổ. Đức mẹ phán: sát con người là tội do cha mẹ ham mê sắc dục mà có. Sát ta mang, mắt ngó tội, tai nghe tội, mũi ngửi tội, miệng nói ăn tội, tiêu tội, tiểu tội, ham sắc dục tội. Của cải của con người tạo ra là tội, vì do công mồ hôi nước mắt của người tạo ra, ta cướp giật nên đó là tội. Nếu con người mãi giữ riêng của mình, chính là chiến tranh tàn phá, để thân và tâm chúng ta vào địa ngục. Đức mẹ dạy chị Lucy: con phải viết lại lời mẹ và truyền rao khắp thế gian. Một, loài người phải ăn chay trường, phải tuyệt dục và bố thí. Hai, loài người phải phối hợp lại thành một khối, chia sẻ nhau sự sống, cơm đủ ăn, rách chia nhau mặt, nhà cho ở. Ba, trận đại chiến thứ ba sẽ không có nếu loài người làm được hai việc trên đây. Ngược lại là địa ngục, lửa sẽ đỏ cả thế gian. 4. Chiến tranh tại Việt Nam sẽ chấm dứt vào năm 1972 nếu các tôn giáo tự phán xét chỉ có một chân lý: phá sự si mê chia rẽ. 5. Nếu dân tộc Việt Nam không làm được điều trên đây, sẽ có cơ tận diệt loài ma giáo, và khi đó Chúa sẽ xuất hiện tại miền Nam Việt Nam để hòa với nhân sinh. 6. Chúa Kitô, Đức Mẹ Maria và Thánh cả Giuse sẽ có xác thân là người Việt Nam để cứu con Ngài trên thế giới. 7. Đức Mẹ kêu gọi các hàng giáo phẩm Kitô giáo hãy tuyên ngôn cho nhân loại biết chỉ có một đấng Chúa thể nhân loại mà thôi, và hàng giáo phẩm phải hòa mình với các tôn giáo bằng sự bình đẳng, bố thí, xã hội hóa nhân loại. 8. Nhân loại nên hướng về miền Nam Việt Nam để xây dựng cho quốc gia Việt Nam thành một thánh địa. Hầu khi đại chiến thứ ba sẽ về đó mà nương dựa. Đức mẹ cho biết rõ, khi đại chiến thứ ba thì nhân loại về Việt Nam rất đông. Vì ứng lời của Đức mẹ phán nên họ phải tránh nạn tận diệt bằng cách di cư. Tám điều trên đây Đức mẹ đã kêu gọi thiết tha nhân loại nên thi hành đặc biệt. Và lần sau chót, Đức mẹ nhắc chị Lucy nên truyền bá cho thế giới biết là phải sớm trường chay tuyệt dục và bố thí, và phải về nơi đất cha lành là miền Nam nước Việt Nam để ẩn cơ tận diệt nếu ai muốn gặp Chúa. Những điều mẹ dạy trên đây
Hiện thư còn được giáo phẩm cất kỹ, và chị Lucy còn sống tu vào một dòng kính. Giờ đây cũng còn sớm, nếu nhân loại trên thế giới cần có sự an lành thì hãy làm đúng theo lời mẹ đã dạy tại Fatima. Tương lai của Việt Nam. Chị Lucy viết: Nước Việt Nam là thánh địa Jerusalem thứ hai, gia thất của thánh cả Giuse sẽ đến tại miền Nam Việt Nam. Nước Việt Nam sẽ đổi lại là Đại Nam Tịnh Quốc, không còn một tôn giáo nào nữa cả. Chùa, nhà thờ cũng không có, bởi vì không dâng lời Đức Mẹ nên họ tự đốt với nhau tiêu tan ra cho bụi. Đúng lời Chúa phán, các bụi sẽ trở về các bụi. Cũng không còn ông cố, bà phước, thầy chùa, nhà sư nữa, mà chỉ còn duy nhất là tâm bình đẳng. Còn lại những người biết thương nhau như cha mẹ, anh em, như con, là những kẻ được gặp Chúa Kirishito. Nước Việt Nam phải trải qua 27 năm đen tối, nhiều ma vương, sa tăng cầm quyền sát phạt nhân loại bởi không nghe lời dạy của mẹ, ăn chay trường, tuyệt dục và bố thí. Cả hai miền Nam và Bắc sẽ phối hợp thành nước Đại Nam Tịnh Quốc. Miền Bắc bị động đất và bồi lại hình thể nước Việt Nam như quả cam. Nước Việt Nam tương lai chỉ có một kiểu nhà, và nhân sinh Việt Nam ai ai cũng có một ngôi nhà ở giống nhau như nhau, không còn một giai cấp nào cả. Cả nước ăn chung một món ăn, mặc một sắc phục, và ai ai cũng đi làm trong các cơ xưởng. Đời sống bằng nhau, dù là già trẻ hay mới sinh đều được hưởng một chế độ bình đẳng, một sức văn minh tuyệt đối, và được truyền bá sự bình đẳng của dân tộc tự giác theo lời Phật Chúa đã dạy. Làm đúng lời đã dạy nên còn hưởng được thiên đàng niết bàn tại trần thế. Đức Mẹ dạy Phật và Chúa không hai, chỉ vì địa phương và thời kỳ mỗi vị xuống thế mượn xác phàm ở mỗi địa phương mà giáo độ. Sở dĩ có chiến tranh ngày nay là mỗi lần các vị giáo chủ bỏ xác, ma giáo chen vào làm sai giáo điều của các vị giáo chủ mà thôi. Do đó mà Chúa xuống thế kỳ này là phá tan âm mưu của ma giáo, làm nhân loại phải đau khổ. Mẹ còn giảng, khi bữa tiệc ly Chúa có phán: đây là mình tao. Chúa bẻ bánh mì và đưa lên: đây là máu tao. Chúa rót rượu nho: các con hãy lấy mà ăn và uống. Giờ phút chịu nạn sắp đến, Chúa nhắc nhở con người hãy trường chay. Nhưng loài người đã không nghe lời Chúa phán mà ăn cá thịt để cho phải bị khổ đau. Chúa còn đưa chìa khóa cho ông thánh Phêrô: đây là chìa khóa để mở cửa
thiên đàng. Nhưng chưa ai lên được thiên đàng cả, vì chưa làm đúng lời của Chúa dạy. Nói về tôn giáo, Đức Mẹ Fatima phán là phương vị thuốc. Nếu ai muốn dùng, cứ dùng sẽ hết bệnh, nhưng ngược lại sẽ sanh bệnh khác. Đức Mẹ Fatima ám chỉ, nếu ai muốn giữ đạo gọi là tôn giáo thì nước thiên đàng không xa với họ. Vì bằng lợi dụng tôn giáo làm việc tư cho mình, chính đó là thuốc độc. Bởi thế mẹ phán, nếu cả thế giới mỗi người có một căn nhà, cùng ăn một thức ăn, cùng mặc một sắc phục, thì thế giới này khỏi nói đến hòa bình. Con người, nếu chính kẻ đó là chồng hay vợ thực hành tình thương chân thiệt, thì gia đình đó không bao giờ có sự gây lộn, ly dị. Vì bởi còn tình thương riêng nên sớm muộn thì gia đình ấy cũng bị tan rã. Đức Mẹ Fatima phán, tất cả ai cầm quyền giáo hội nên trường chay, vì đó là cứu cánh cho nhân loại, như ngọn đuốc soi đường cho tín đồ. Bởi chưa thực hiện được trường chay, do đó mà nhân sanh còn khổ. Dù có kêu gọi cách nào đi nữa, nhưng thân tâm chưa trong sạch thì ý tưởng đẹp cũng quá ra dơ bẩn. Nếu các nhà cầm quyền đời và đạo đều trường chay tuyệt dục, thì thế giới này khỏi bị biển lửa. Đó là lời Đức Mẹ phán ra, dạy chị Lucy viết lại và yêu cầu các vị lãnh đạo giáo hội phổ biến ra cho nhân sinh, và chính các vị lãnh đạo cũng phải thi hành, thì sự tận diệt của đại thế chiến sẽ không có. Và từ 1917 đến nay, nhân loại phải trải qua nhiều cơn nguy khốn, vì lẽ nhân loại chưa thực hiện trường chay. Hôm nay cũng chưa phải trễ, nếu nhân loại thực thi ngay lời của mẹ Fatima đã dạy, thì thế giới chấm dứt ngay chiến tranh. Mục chót: tình thương. Đức Mẹ Fatima phán, con người cùng một cha mẹ, nếu khác nhau thì chắc là không giống nhau. Đức Mẹ triết lý rõ ràng cho nhân loại thấy, con người đồng có mắt, tai, miệng, tai chân, tuy khác tiếng nói, màu da, như hai bàn tay chúng ta vậy. Nếu những ngón tay bằng nhau thì sự chia rẽ ở thế gian không có. Bởi thế, nếu con người thực tâm giải thoát thì nên xét lại, chỉ có tình thương mới cứu vãn được sự đau khổ. Tình thương riêng ám chỉ cho vợ chồng thì tình thương này không thể đem lại hòa bình thế giới. Tình thương trong một tôn giáo cũng như tình thương vợ chồng. Sự ích kỷ của vợ chồng là nguyên nhân sự ham muốn. Tôn giáo cũng thế, chỉ vì biết của mình hay, chê của người vợ, do đó mà mầm mống chiến tranh sôi nổi ở chỗ còn tình thương riêng vậy. Đức Mẹ phán, nếu thế giới hiện tại hiểu được rằng cùng nhau thở bằng một hơi thở thì không cần cầu nguyện hòa bình, mà chỉ thực hành đúng
như đã cùng thở một hơi thở đó, thì sẽ thấy cùng một cha mẹ sanh ra. Gió tuy mạnh yếu nhưng không ai thấy gió. Nhưng tại sao con người không thương yêu nhau như gió? Nếu con người không thấy gió thì cũng đừng phân giai cấp, đem sự bình đẳng mà thực thi cho muôn loài, là đừng ăn cá thịt như không thấy gió vậy. Được như thế thì không cần cầu nguyện hòa bình cũng sẽ có hòa bình rồi. Đức mẹ Fatima kêu gọi nhân loại hãy thương nhau bằng cách chia sẻ cơm áo, thương nhau đừng giết nhau. Đó là quan điểm chánh mẹ đã phán truyền trong thơ của chị Lucy viết lại. Nếu kẻ cầm quyền giáo hội đồng thanh chánh sát sinh, đừng ăn cá thịt như gió kia, tuy mạnh nhưng cũng gọi là gió, thì nhân sanh trên thế giới sẽ đồng thanh tương ứng thương yêu nhau. Bởi chưa thương yêu loài vật, do đó mà có chiến tranh. Nếu Đức Giáo Hoàng đương kim là phao lồ đệ tứ chỉ thị và chính ngài ăn chay trường, thì thế giới đương nhiên hòa bình. Nếu tín đồ Thiên Chúa Giáo sẽ nghe theo lời ngài mà trường chay tất cả, thì tình thương sẽ lan tràn cả thế giới. Và các tôn giáo khác cũng thế. Các ngài cầm quyền giáo hội cũng ăn chay trường, thì cả thế giới không còn một tôn giáo nào, cũng không còn nhà thờ, chùa chi cả. Bởi còn chùa, nhà thờ nên lòng thương con người chưa thực hiện được, vì còn là của riêng. Nếu các vị giáo chủ thương yêu loài vật thì không cần kêu gọi hòa bình. Chúng ta hãy thấy rõ, nếu chúng ta kêu gọi hòa bình chính là chúng ta đã làm sai sứ mệnh của đấng tối cao. Nếu chúng ta ăn chay trường là làm đúng sứ mệnh của đấng tối cao. Nếu kẻ nào tranh đấu cho hòa bình chính là làm sai sứ mệnh của đấng tối cao. Đức Phật nói tâm bình thế giới mới bình. Chính bản thân mình chưa bình, còn ăn ngon, ăn riêng, ngủ kỹ, giai cấp, chê khen, đố kỵ mà kêu gọi tranh đấu cho hòa bình, chính mình đã làm sai sứ mệnh đấng tối cao. Chúa chỉ ngón tay vào tâm, ý Chúa dạy phải làm theo tâm, mà tâm Chúa tức là tình thương, bác ái. Nếu ai đã làm đúng như Phật và Chúa thì không cần kêu gọi hòa bình, đương nhiên thế giới sẽ có hòa bình, là nhân loại đều trường chay, đó là hòa bình vậy. Nếu chúng ta mong mỏi sự hòa bình thì hãy lo thực hiện ngay tại gia đình chúng ta, thì sẽ thấy hòa bình, đừng mong mỏi. Bằng cách chờ đợi, trong khi gia đình còn giai cấp, xã hội còn thiếu thốn tình thương, hòa bình sẽ đến với mọi người nếu mọi người biết thương yêu nhau. Hòa bình không bao giờ đến nếu con người còn giết hại lẫn nhau mà chưa thấy nhau như thấy gió. Bức thư Fatima đến đây là hết. Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.